Ngay sau khi có thông tin một trường hợp F0 ở xã Hòa Châu đi chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến vào sáng ngày 11 tháng 7, Ban quản lý các chợ huyện Hòa Vang đã có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ Lệ Trạch vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021. Tại chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến vào sáng ngày 12 tháng 7, hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận là sự hối hả thu dọn hàng quán của bà con tiểu thương khi có thông báo của tổ quản lý chợ. Nhiều hộ tiểu thương tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin trên. Song hết thảy đều đồng tình vì cho rằng ưu tiên hiện nay là phải phòng dịch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dạ, sáng đi chợ thì bất ngờ lên 5 giờ sáng cái ban quản lý chợ là thông báo là có một ca dính dịch Covid, cho nên để bảo vệ cho sức khỏe của mình và cộng đồng nên đóng cửa cho tới thông báo mới. Em nghĩ cái đó cũng đúng hơn. Nếu mà dính dịch thì mình phải tự bảo vệ cho mình với bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng để khỏi lây lan trong cộng đồng. Sau khi chúng tôi triển khai thì tất cả người dân đều thực hiện tốt. Và đúng vào lúc 9 giờ sáng hôm nay chúng tôi mời tất cả rà soát tất cả các hộ tiểu thương trong cái danh sách mình quản lý thông báo về tại thôn Lệ Sơn Bắc để lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp sáng hôm nay. Ngoài việc tạm đóng cửa chợ đến khi có thông báo mới, ngay trong sáng ngày 13 tháng 7, Ban quản lý các chợ huyện Hòa Vang còn phối hợp với khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lấy mẫu xét nghiệm cho 210 hộ kinh doanh tại chợ và hơn 100 người là người thân trong gia đình có liên quan.